trong cái phần BINGT, nhắc lại tí xíu, ôn tập lại phần này, bởi vì cái này của chúng ta nó sẽ đi theo chúng ta rất là nhiều. Như vậy để mà sử dụng được cái BINGT này thì các bạn sẽ chuẩn bị một số công cụ cần thiết. Thứ nhất là cái form của chúng ta có bao nhiêu field thì bạn sẽ có cái step bấy nhiêu cái attribute tương ứng. Hoặc là chúng ta nói ngược lại, chúng ta có một cái entity và chúng ta muốn nhập liệu cho cái entity này. Trên này nó có bao nhiêu cái attribute, tức là bao nhiêu thuộc tính, thì chúng ta sẽ tạo bấy nhiêu cái input để chúng ta lấy dữ liệu vào. Hai bên này nó phải tương xứng nhau. Và ở bên này chúng ta có full name, string, tuổi. Chỗ này tùy theo các bạn thiết lập bên trong là gì. Ví dụ ở đây các bạn chỉ có hai trạng thái male, female, thì các bạn đặt là true false. True false thì bên này giới tính bạn để là boolean, tại vì cái value của mình thiết lập trước đây, cái value mình thiết lập trước đây của cái form nhập của mình á, cái form nhập của mình có một cái form nhập ở trong bài lab rồi, trong một cái form nhập. Như vậy thì trong cái form nhập này của mình đang để là đây, giới tính là true form, mặc dù ở đây mình để là trong dấu nháy kép, nhưng khi nó đọc về thì cái giới tính này nó sẽ tự động nó chuyển thành dạng boolean. Country là Việt Nam, ok. Cái nữa là nếu như cái bài lab của chúng ta thì có sở thích nữa, trong bài lab thì nó có thêm cái sở thích. Sở thích thì nó có multi-check. Multi-check thì chỗ này, tại vì cái check của mình đó thì nó sẽ trả về, do là mình cấu hình bên trong của cái check là gì, là RTMO, thì chỗ này nếu như mà mình chọn nhiều thì nó sẽ trả nhiều, chọn ít thì nó trả ít. Vậy lúc mà chúng ta khai báo cái sở thích thì chúng ta sẽ khai báo là cái dấu ngoặc vuông là gì, mãn, là nó chứa nhiều giá trị. À, đó là một số cái nó sẽ tự động nó chuyển. Ví dụ như là ngày sinh. Ngày sinh thì các bạn thấy ở trên phần input này, người ta để là ngày sinh vẫn là input. Nếu như mà bạn để là không có để cái type của nó thì mặc định là text. Nhưng ở dưới cái phần của cái attribute thì người ta để là text. Nó tự ép kiểu qua nha. Cái bin UT nó hay tự ép kiểu qua. Trừ trường hợp bạn ghi sai, ví dụ như là ngày 10 tháng 7 năm 2024 mà bạn ghi là A xuyệt thì nó ép qua nó lỗi. Còn nếu mà bạn ghi đúng 10 xuyệt 7 xuyệt 2024 thì tự động nó ép qua. Đó, tự nó ép qua. Đó là những cái dữ liệu mà mình cần phải chuẩn bị để mình sử dụng được cái BINGT. Tức là mình sẽ có một cái entity, tức là một cái class, nó có chừng đây cái attribute và bạn thêm getter setter vào. Tương tự đối với form thì chỗ này full name thì đây phải full name. Đây. Chú ý chỗ này. Chỗ này là age thì đây phải vậy. Chỗ này là gender thì chỗ này phải đúng cái chữ đó luôn. Không khác một ký tự nào, không khác hoa. Chữ hoa chữ thường. Nó mới tự đọc được nha. Còn nếu như khác, tức là cái biến đó không tồn tại, không tồn tại, nó đọc không được. Đó là việc mình cần chuẩn bị. Vậy trong bài demo của thầy, thầy đang có nhân viên. Thì trong bài lab của bạn là người ta để cái lớp này là staff. Thầy để là nhân viên. Họ tên, ngày sinh, quốc tịch,
giới tính. Tại sao giới tính của thầy không xài Poonland? À, tại vì hôm trước cái form của mình, cái form đăng ký của mình đúng không? Cái form đăng ký của mình làm khác người ta. Giới tính của mình là có đến 3 giới tính, không phải 2. Cho nên 1, 2, 3, 1 là nam, 2 là nữ, 3 là khác. Và chỗ này hết sức lưu ý đối với lại những chú tester. Đôi khi ở trên front end mình đang quy định là 1 là nam. Cái quan trọng nhất là khi mà bạn so sánh, bạn viết bên model đó, bạn phải biết chính xác nó là gì. Và bạn lưu xuống database lưu như thế nào để nó thống nhất từ front end lên model lên back xuống back end, là phải thống nhất một cái thôi. Chứ nhiều khi mình nhầm lẫn 1221 này là nó sẽ sai dữ liệu của chúng ta. Như vậy chỗ này đối với lại giới tính mình đang cố tình thêm vô thành 3. Thành ra nó không còn vô lần nữa. Và khi mà chúng ta đọc về thì nó là 1. Đúng ra mình lại phải ép kiểu không? Nếu mình đọc từng giá trị 1 mà mình muốn so sánh 1, 2, 3 mà số thì mình phải ép kiểu qua. Còn đối với Bing UT nó tự ép cho mình luôn. Nếu như chỗ này mà bạn khai báo giới tính là string thì nó trả về ký tự 1. Còn bạn khai báo là in thì nó trả về số 1. Tự nó ép kiểu. Rồi, như vậy trong này có các thuộc tính giống với cái form. Trong cái serverless mình sẽ bắt đầu sử dụng BinUt. Như vậy bạn muốn sử dụng được BinUt thì cái project của bạn, bạn phải sụp, bạn convert, config nè, bạn phải convert nó qua Maven trước. Ở dưới này nó có cái chỗ là convert to Maven. Và bạn cấu hình cái Firebomb. Firebomb của mình là phải có cài gắn thêm cái dependency là BinUt vào. Còn nếu như bạn không chuyển qua Maven thì bạn phải làm gì? À, library. Bạn phải tự tải cái BinUt, bạn add vô đây. Xài Maven cho nó dễ. Rồi, ở bên serverless này thì chúng ta viết cái đoạn này để làm gì? Không viết cũng được nhé. Nhưng bạn quy định rằng tháng trước, ngày sau. Vậy thì bạn nhập vô ngày 15 tháng 3 năm 2024, bạn phải nhập sao? À, 3 trước, 15 sau. Còn nếu bạn nhập 15 xuyệt 3 là nó lỗi. Tại vì mình quy định ở đây là tháng trước. Nếu bạn muốn, bạn quy định là ngày tháng năm. Được không? Rồi. Chỗ này có cũng được. Không có thì nó lấy quy định ngày giờ mặc định của Windows. Tiếp tục, mình sẽ khai báo một cái nhân viên là NV. Là mình khai báo cái entity ở bên này mình đã làm rồi nè. BinUt, bạn chọn cái phương thức Populate và bạn đọc là get parameter map. Hôm trước là mình chỉ get parameter thôi, là một tham số về. Còn get map là nó cào hết nguyên cái form này. Có cái gì trong này là nó cào hết. Cào sạch cái form này nè. Có bất kể cái trường nào là nó cào hết. Và nó sẽ kiểm tra tương ứng với từng cái trường của nhân viên, từng cái field á phải trùng. Thầy nhắc là cái field bên nhân viên và cái name của bên cái form phải trùng nhau tuyệt đối thì nó mới lấy được. Còn nếu mình khác một ký tự thôi, chữ hoa chữ thường là nó đã không lấy được rồi. Sau khi nó lấy xong thì mình set attribute, set nguyên cái nhân viên đó qua. Và lúc mà mình xuất lên, lúc mình xuất
lên đăng ký. Đăng ký, đăng ký. Đây, lúc mình xuất lên thì mình lấy là nv chấm thuộc tính, mình chấm ra. Rồi mình chạy này nhé. Đối với lại pin GT thì vậy thôi. Ngày sinh, giả sử như chỗ này tháng trước ngày sau, chỗ này là thầy chọn là ngày 21. Quốc tịch Việt Nam, giới tính nữ, đã có gia đình, ghi chú, thử, đăng ký. Đây, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nhưng nó có một số cái mình thấy nó không hợp lý. Ví dụ như chỗ này mình cần ngày sinh thôi, đâu cần thông tin này. Vậy thì các bạn làm cách nào đó để xuất được cho thầy là ngày 21 tháng 11 năm 2000 thôi. Còn những thông tin khác mình không lấy. Quốc tịch VN là gì? Không biết. Mình phải ghi rõ ra quốc tịch gì. Giới tính 2 sao biết? Phải giới tính gì ghi ra. Tình trạng hôn nhân, vậy đã kết hôn chưa? Phải ghi ra. Sở thích, thích cái gì? Ghi ra. Đây là cái xuất mẫu. Còn nhiệm vụ của các bạn là các bạn phải detail từng cái ra giúp thầy. Vậy thì mình có thể detail ở đâu? Mình có thể detail ở bên này. À, ví dụ đối với là các bạn nhân viên nè, ngay tại đây thì mình get được ngày sinh không? Tại vì mình set trên này xong, mình get ở đây thì đến tại vị trí đây mình biết được ngày sinh chưa? Mà ngày sinh bên kia thì mình gom lại. Rồi ví dụ như là giới tính nó ra số 123 thì mình có cách nào đó để mình xuất qua bên kia. Đó là mình kiểm tra ở bên model. Còn sau này bạn học tiếp cái phần là GSTL thì mình để im vậy luôn, không cần sửa bên này. Mà mình sửa là mình sửa ở bên phần view á, phần run end, bên đó mình if else bên đó luôn, if else ở bên HTML đó luôn, thì mình dùng GSTL để mình if else bên đó. Thì nhiệm vụ của bạn tại thời điểm này bạn xuất ra như vậy là thành công. Đó là pin UT. Như vậy thì nếu như mà các bạn cần thì các bạn xem lại cái code, và code này khá là đơn giản. Code này cực kỳ đơn giản. Do get, do bot. Rồi nhân viên có bao nhiêu cái attribute thì bên kia có bấy nhiêu cái input. Đối với lại form, form nhập, phần xuất, xuất thì chúng ta lấy nhân viên chấm thì nó sẽ xuất ra. Chỗ này ví dụ như chấm sở thích, mình có thể sử dụng cái phương thức toString. Thử coi nào. Thử coi nó có xuất ra được cho mình không. Rồi toString mình ở đây là mình xuất chưa được, bên đó mình chưa có gọi được. Sở thích, sở thích, à mình không có gọi ở đây được.
Ở bên Java thì mình mới gọi là cái string chấm to string. Ok.